Chào các bạn, hôm nay mình nói về nỗi sợ. Cái nỗi sợ là cái mà tồn tại lớn nhất trong cái con người. Dĩ nhiên không có người nào cũng phải tồn tại nỗi sợ, mà nó tồn tại lớn nhất trong cái con người thất bại. Còn cái con người thành công thì hầu như là họ giải quyết cái nỗi sợ nó rất là tốt. Cái chủ đề hôm nay mình chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy giải quyết cái nỗi sợ của mình đi. Chúng ta hãy giải quyết cái nỗi sợ đi. Còn nếu mà chúng ta cứ để cái nỗi sợ thì nó vẫn cứ tồn tại đó. Và nó dẫn đến là gì ạ? Nó dẫn đến là bạn, nó sẽ kìm hãm cái con người của bạn lại, và nó làm cho bạn run sợ, không dám làm gì hết. Rồi cái cuộc sống bạn nó sẽ không có chất lượng. Còn những người thành công thì họ kiểm soát cái từ sợ này rất là tốt. Họ làm chủ cái từ sợ đó, chứ họ không để cái từ sợ đó làm chủ họ. Bạn vô ra điều này chưa? Cái người muốn ra khởi nghiệp á, là chúng ta phải kiểm soát được cái chữ sợ đó. Bạn muốn bán hàng, bạn cũng kiểm soát được cái chữ sợ đó. Bạn muốn làm kinh doanh, bạn cũng kiểm soát được cái chữ sợ đó. Bạn muốn gặp được nhiều người khách hàng, bạn cũng kiểm soát chữ sợ đó. Bạn muốn điều hành nhân viên, bạn cũng kiểm soát cái chữ sợ đó. Bạn muốn làm ra một cái sản phẩm mới, ok vậy, cũng kiểm soát cái chữ sợ đó. Bạn muốn tấn công thị trường mới, bạn cũng kiểm soát cái chữ sợ đó. Các bạn thấy chữ sợ nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Cái từ sợ trong tiếng Anh người ta gọi là fear, các bạn này, chữ F, chữ E, A, R, sợ. Thì cái từ sợ nó viết tắt này, từ F nó viết tắt của cái từ for này đúng không? Các bạn thấy chữ E nó viết tắt này, evident này đúng không? Chữ A, apprehend đúng không? Real, ok chưa? Thì khi mà người ta dịch cái từ này ra này, liên kết lại bốn cái từ này người ta dịch ra, thì cái giả định mà chúng ta tưởng như thật, cái bằng chứng giả mà chúng ta tưởng như nó thật, sợ là chúng ta đang hình dung, và cái hình dung đó nó là giả thôi mà chúng ta tưởng nó như là thật. Các bạn hình dung chưa? Tức là bạn sợ ra khởi nghiệp bởi vì bạn sợ rủi ro, tức là cái chúng ta tự hình dung thôi. Vậy thì cái vấn đề ở đây nè, chúng ta hay sợ gì? Thường là chúng ta làm cái gì mới đó thì chúng ta sợ. Thử một cái gì mới đó là chúng ta sợ. Kêu mà bạn ra khởi nghiệp hồi giờ bạn đang đi làm công mà. Bạn hiểu chưa? Thì cái chúng ta làm công 3 năm rồi, 5 năm rồi, 10 năm rồi, nó quen rồi. Thì cái việc làm công nó rất là quen. Còn bây giờ kêu ra khởi nghiệp nó mới quá mà. Sợ. Các bạn hình dung chưa? Hoặc là bây giờ mà kêu bạn đi qua Thái Lan, một cái đất nước mới, chưa bao giờ đi, sợ. Ok chưa? Bây giờ kêu bạn ngồi lên lái xe mà chưa bao giờ ngồi lại, sợ. Ok chưa? Mới mua cái điện thoại về không sử dụng được cũng sợ. Ok chưa? Ban đêm hồi giờ tối nào cũng ngủ ở nhà chung với đông người, bây giờ ngủ ở nhà một mình, sợ. Các bạn hình dung ra được này chưa? Làm cái gì mới đó là nó sợ. Và nguyên tắc càng lớn tuổi càng sợ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn làm cái việc đó nó lâu quá rồi. Cái người mà chưa đi làm công ngày nào thì họ ra khởi nghiệp nó dễ hơn là cái người mà đi làm công 3 năm rồi mà cái công việc nó rất là tốt luôn, rất là cao, sợ. Nhưng mà cái con người đó 3 năm bước ra dễ hơn con người làm việc công tới 10 năm rồi, làm lâu quá rồi, ngồi một chỗ lâu quá rồi, bước ra muốn khởi nghiệp, sợ. Các bạn vô ra điều này chưa? Vậy thì cái điều này nó là cái chữ sợ nó bắt đầu đâu? Thường thường là nó bắt nguồn từ trong chính cái gia đình của chúng ta, đặc biệt là ba mẹ và những người lớn của chúng ta. Tại sao những ba mẹ và người lớn chúng ta làm cho chúng ta sợ? Cái cách dạy của ba mẹ làm cho chúng ta sợ. Ví dụ như là lúc nhỏ mà bạn mới sinh ra đời thì bạn như là một đứa trẻ trong trắng mà, bạn có biết chứ sợ gì đâu. Bambi nhà mình, đứa con gái như mình, nó có biết sợ cái gì đâu. Tuy nhiên khi nó làm một cái gì đó mà bạn nhìn thấy nó không đúng bạn thì bạn la ra: con không được làm đó nha, cái điều đó rất là nguy hiểm lắm nha, con không được cầm tới cái dao nha, con không được tới lửa. Có đứa làm cho đứa sợ đi, bạn hù dọa nó sợ đi, và cái đó nó đã ấn trong tiềm thức đó, ok chưa? Và nhất là cái đứa trẻ bé nào mà nó làm gì bạn cũng la nó hết thì nó cảm giác nó sợ đi, và nó mặc nhiên trong cái tiềm thức luôn. Rồi đi học, những năm tháng đi học, thầy cô bạn lại bổ sung thêm cái từ sợ nó dữ nữa. Thầy cô suốt ngày hù, làm không được nè, rớt nè nha, làm như vậy là sai nè nha, rồi thậm chí là bị đánh đòn. Thầy cô lại bổ sung thêm cái chữ sợ nó dày thêm nữa. Rồi ra ngoài đời bắt đầu bạn bè bạn nó hù bạn, nó hù đủ thứ đó. Hồi kia mà ra khởi nghiệp tụi nó hù mà, nó nói mình khùng, nó nói mình điên, nó kia mày làm sao vậy, nó làm cho cái chữ sợ chúng ta càng ngày nó càng dày lên. Các bạn thấy không ạ? Ba mẹ, thầy cô, những người thân chúng ta làm cho chúng ta càng ngày càng sợ ra, dày ra đó. Và thế là theo năm tháng, bạn muốn gì ạ? Bạn muốn nó nằm ở một bến đỗ rất là an toàn thôi, làm gì ai cũng la, ai cũng hù dọa sợ thôi, cứ bình thường như vậy hàng ngày làm cho nó khỏe an toàn,
muốn an toàn, khỏi sợ, khỏi ai la, khỏi ai chửi, khỏi khỏi nói mình khùng, khỏi nói mình đi, cho nó khỏe. Vậy thì cái câu hỏi, nhưng mà bây giờ các bạn có cảm nhận không? Cái chữ sợ nó càng kìm hãm cuộc đời bạn, cực kỳ kìm hãm, nó đè nén cuộc đời bạn, nó làm không cho bạn làm gì hết. Mình hỏi rất là nhiều bạn, bây giờ các bạn đi ra nước ngoài chưa? Nói chưa? Vì sao? Sợ em không nói được tiếng Anh. À, các bạn có nói được tiếng Anh cũng sợ. Ok nha. À, đi ra nước ngoài chưa? Chưa. Vì sao? Sợ không có tiền. À, mình có nói về đi mượn tiền đi ra nước ngoài, đi chơi du lịch nước ngoài một chút xíu, rồi đi về nợ cổn được, mà nó làm cho mình có động lực để mình làm, mình trả nợ nó vẫn cứ tốt hơn là không dám đi nước ngoài. Các bạn nói chúng ta điều này chưa? Vậy thì làm sao để chúng ta khắc phục nỗi sợ? Vậy thì một trong những nguyên tắc này, cái gì bạn sợ thì bạn phải làm đi làm lại cái đó nhiều lần thì bạn hết sợ. Bạn hiểu chưa? Ví dụ lúc đầu bạn nhớ cái hồi xưa bạn mới bắt đầu đi xe máy, bạn sợ không? Sợ, sợ nó té, sợ tung người ta, sợ đó. Nhưng mà dĩ nhiên cái lúc đó chúng ta chưa thành thạo, và khi chúng ta thành thạo chúng ta cứ chạy đi chạy lại, bây giờ bạn chạy miết cứ lên xe máy ngồi chạy, bạn đâu có sợ đâu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mới lúc đầu mà tập bơi sợ không? Sợ chứ, sợ nó chìm, sợ đủ thứ hết. Các bạn có phát hiện ra chi tiết không? Sợ gì đâu luôn. Ok, nhưng mà làm đi làm lại rằng hết sợ. Các bạn biết hồi kia mình mới đi máy bay mình sợ, trời ơi cái lần đi máy bay lần đầu sợ lắm. Ngồi trên máy bay rồi thấy nó bay lên rồi hình dung ở trên trời rồi này kia, nó sẽ rất vui chạy, hình dung đủ thứ điều đó. Ok, sợ nhưng mà thấy nó có rồi xuống. À, nhưng mà bây giờ mình đi máy bay nhiều lần rồi thấy đi máy bay nó còn an toàn hơn hơn cái khác nữa. Các bạn vô đây là này làm đi làm lại nhiều lần, và khi mỗi khi các bạn sợ thì các bạn phải đặt câu hỏi là thực sự nó sợ cái gì. Ví dụ như bạn ra khởi nghiệp, bạn thấy bạn sợ, bạn thấy bạn sợ ra khởi nghiệp lắm, vậy thì bạn tự hỏi, bạn lấy tờ giấy ra, bạn biết mình sợ cái gì trong khởi nghiệp. Ok chưa? Rồi bắt đầu ngồi trả lời. Sợ đó, sợ không có tiền. Ok chưa? À, rồi tại sao không có tiền lại làm cho chúng ta sợ? À, sợ rủi ro. Vậy rủi ro nó là cái gì? Các bạn nhận ra nè, sợ cũng có khách hàng. Vậy thì làm sao để có khách hàng? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì khi mà các bạn ghi ra là sợ không có tiền nên khởi nghiệp không được. Vậy thì không có tiền thì không có tiền thôi, chứ mắc mới gì phải sợ chứ cho nó mệt, gắn gì chữ sợ chứ cho nó mệt. Các bạn hình dung ra là không có tiền thì có ai chỉ cho chúng ta cái cách mà không có tiền mà khởi nghiệp được không? Còn nếu không có tiền thì làm cho nó có tiền, chứ mắc mới gì phải sợ, gắn chữ sợ gì cho nó mệt vậy. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hoặc là sợ rủi ro. Cái cụ thể rủi ro nó là gì? Các bạn như vậy thì ra khởi nghiệp rủi ro nó là gì? Rủi ro sợ thất bại. À, ok, nếu chúng ta không cố gắng thì nó thất bại, nếu chúng ta biết cách thì nó không thất bại. Các bạn nhưng mà thất bại thì thất bại chứ có gì đâu sợ. Các bạn như ra điều này chưa? Các bạn ra, các bạn đá bóng mà các bạn đá hỏng một trái thì nó đã sao? Thì đá lại trái khác, có mắc mớ đâu sợ. Các bạn không, cái cầu thủ tiền đạo nó đá bóng vào lưới của người ta, nó đá tạt hoài, các bạn không, đá hỏng trái thì rút kinh nghiệm thôi, có đâu sợ. Thất bại thì thất bại chứ có đâu sợ. Sợ không có khách hàng thì chúng ta lên kế hoạch đi tìm khách hàng thôi, chứ ngồi đó sợ làm gì. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nghĩa là chúng vừa rồi mình chỉ bạn cái cách các bạn vượt qua sợ, làm đi làm lại nhiều lần và phải trả lời rất là câu hỏi thực sự chúng ta đang sợ cái gì. Ở nhà một mình sợ thì chúng ta phải vậy, ở nhà một mình sợ cái gì? Nếu là sợ ma thì phải ma đâu? Hồi giờ có ai thấy ma chưa? Ta có thấy ma chưa mà ta sợ? Các bạn vô ra điều này chưa? Phải làm cho nó rõ ra, và khi các bạn lỏ ra, các bạn vượt qua được cái nỗi sợ, các bạn đằng mình hay nói phía sau nỗi sợ là một kho vàng. Vì sao nó là một kho vàng? Bạn vượt qua được cái đó là bạn làm được rất là nhiều thứ. Ví dụ bạn sợ đi xe, nghĩa là các bạn không, bạn không có đi xe được, bạn rất là bức bối. Nhưng mà khi bạn đi xe được, bạn thấy bạn chủ động không? Rất là sướng, đi rất là nhiều nơi làm được. Các bạn nói phía sau cái sợ đó là một kho vàng. Bạn sợ khởi nghiệp, nghĩa là bạn không khởi nghiệp được. Mà bạn không sợ nghiệp, bạn ra bạn khởi nghiệp, trời nó rất là tuyệt tuyệt vời. Kinh doanh nó rất là thành công. Bạn sợ đi gặp khách hàng, thật thiệt thòi cuộc đời bạn. Đi gặp khách hàng, cuộc đời kinh doanh đi gặp khách hàng sướng lắm. Gặp được người A, gặp được người B, gặp được người C, đinh tỉnh A, gặp quen rất là nhiều người, chơi được rất là nhiều người, kết nối được rất là nhiều người, các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn hãy kiểm soát được nỗi sợ của mình và hãy biết cách vượt qua nỗi sợ. Sự khác biệt của người thất bại và người thành công đó là người thành công họ bớt cái nỗi sợ họ lại vậy nè, họ làm chủ. Ok chưa? Họ quăng nó qua một bên. Còn cái người
thất bại á, là cái nỗi sợ lúc đầu cái chút chút xíu này họ làm cho nó bự, nó bự, nó bự thành cái nhà cái họ ở trong cái nỗi sợ đó. Các bạn vô đây là nó khác nhau 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 lắm, và mong hôm nay nghe các bạn chia sẻ này các bạn vượt qua được nó để bạn khởi nghiệp thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.